chín phẩm vô sở đắc bấy giờ trong hội có vị đại bồ tát tên là thiện tư hỏi tối thắng được phật đã thọ ký quả bồ đề cho thiên vương ư tối thắng đáp tôi tuy được thọ ký mà như trong mộng vậy bấy giờ thiện tư hỏi lại tối thắng thiên vương được thọ ký là đắc cái gì vậy tối thắng đáp tôi tuy được thọ ký nhưng không đắc gì cả thiện tư lại hỏi không đắc ấy là không đắc pháp nào tối thắng trả lời không đắc ấy là chẳng đắc ngã chẳng đắc hữu tình cho đến chẳng đắc sự thấy biết chẳng đắc các quần và các xứ giới hoặc thiện hay chẳng phải thiện hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh hoặc hữu lậu hoặc vô lậu hoặc thế gian hoặc xuất thế gian hoặc hữu vi hoặc vô vi hoặc sanh tử hoặc nết bàn đối với hết thầy như vậy đều không đắc gì cả thiện từ lại hỏi nếu không đắc chi thì thọ ký để làm gì tối thắng đáp vì không đắc nên đạt được sự thọ ký thiện tư lại hỏi nếu theo nghĩa mà thiên vương nói thì có hai trí một là không đắc gì hai là được thọ ký tôi thắng đáp nếu có hai trí thì không có được sự thọ ký vì sao vì trí phật không hai trừ phật thế tôn dùng trí không hai để thọ ký cho bồ tát thiện tư lại hỏi nếu trí chẳng có hai thì làm sao có sự thọ ký và được thọ ký tôi thắng đáp sự thọ ký và được thọ ký khoảng đó không có hai thiện tư lại hỏi không có hai khoảng ấy thì làm sao có sự thọ ký tôi thắng đáp nếu hiểu được không có hai khoảng ấy tức là có sự thọ ký thiện tư lại hỏi hôm nay thiên vương chủ trong khoảng nào mà đạt được sự thọ ký vậy tôi thắng đáp tôi chủ bờ ngã chủ bờ hữu tình cho đến trong bờ của sự hiểu biết mà được thọ ký Thiện tư lại hỏi, bờ ngã vân vân này phải cầu ở đâu? Tối thắng đáp, phải cầu ở bờ giải thoát của chư Phật. Thiện tư lại hỏi, bờ giải thoát của Phật lại cầu ở đâu? Tối thắng đáp, phải cầu ở bờ vô mình hữu ái. Thiện tư lại hỏi, vô mình hữu ái lại cầu ở đâu? Tối thắng đáp, phải cầu ở bờ rốt giáo không xanh. Thiện tư hỏi tiếp, bờ không xanh này cầu ở đâu? tối tháng đát, bờ này phải cầu ở bờ vô tri thiện từ hỏi lại bờ vô tri ấy tức là không có sự hiểu biết vậy thì làm sao bờ này phải cầu bờ kia tối tháng đáp nếu có sự hiểu biết mà cầu thì không thể được vì vô tri nên mới cầu nơi bờ kia thiện tư lại hỏi bờ này lìa sự nói năng thì làm sao có thể cầu tối thắng đát bầy chấm dứt lời lẽ nên có thể cầu được thiện tư lại hỏi lời lẽ này vì sao chấm dứt tối thắng đáp vì các pháp dựa vào ý nghĩa chẳng dựa vào lời lẽ thiện tư lại hỏi tại sao dựa vào ý nghĩa tối thắng đáp vì chẳng thấy tướng nghĩa thiện tư lại hỏi vì sao chẳng thấy tối thắng đáp vì chẳng khởi lên sự phân biệt nghĩa là sở y bị nương ngã là năng y được nương không có hai việc này nên gọi là chẳng thấy thiện tư lại hỏi nếu chẳng thấy nghĩa này thì cầu chỗ nào tôi thắng đáp không thấy không giữ nên gọi là cầu thiện tư hỏi lại pháp có thể cầu ấy tức là có cầu tôi thắng đáp nghĩa này chẳng phải pháp chưa cầu ấy thật không có chỗ để cầu vì sao vì nếu thật có thể cầu tức là phi pháp thiện tư lại hỏi vậy thế nào là pháp tối thắng đáp pháp là khung văn tự cũng lìa ngôn ngữ thiện tư lại hỏi trong sự lìa văn tự ngôn ngữ thì cái nào là pháp tối thắng đáp tánh liễu văn tự tâm hành xứ diệt đây gọi là pháp tất cả pháp tánh đều không thể nói đều không thể nói cũng không thể nói nếu có nói ra tức là hư dối trong pháp hư dối hoàn toàn không có pháp thật thiện từ lại hỏi chư phật bồ tát thường có lời nói vậy đều là hư dối sao tối thắng đáp chư phật bồ tát từ đầu đến cuối chẳng nói một chữ thì làm sao có hư dối thiện từ lại hỏi nếu có nói ra sẽ mắc lỗi gì tôi thắng đáp có lỗi về lời nói thiện từ lại hỏi lời nói có lỗi gì tôi thắng đáp có lỗi về nghĩ bàn thiện từ lại hỏi pháp nào không lỗi tôi thắng đáp có nói không nói chẳng thấy hai tướng thì không có lỗi thiện từ lại hỏi lỗi lấy gì làm gốc tôi thắng đáp lấy chấp trước làm gốc Thiện từ lại hỏi chấp trước lấy gì làm gốc? Tối thắng đáp, lấy tâm chấp trước làm gốc. Thiện từ lại hỏi cái gì làm gốc của chấp trước? Tối thắng đáp, hư vọng phân biệt là gốc. Thiện từ lại hỏi, hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc? Tối thắng đáp, biên vào duyên làm gốc. Thiện từ lại hỏi, duyên theo chỗ nào? Tối thắng đáp, duyên theo sắc thành hương vị xúc phát. Thiện từ lại hỏi, làm thế nào để không duyên theo? Tối thắng tác nếu xa lìa ái thù, thì không còn chỗ để duyên vì nghĩa này nên như lai thường nói các pháp bình đẳng không thể duyên theo được khi nói pháp này có năm ngàn bí xô xa lìa trần cấu xanh pháp nhãn tịnh lại có một vạn hai ngàn bồ tát đắc vô sanh nhẫn vô lượng vô biên hữu tình đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bấy giờ tối thắng liền từ chỗ ngồi đứng dậy trạch y che vai trái vối phải quỳ sát đất chắp tay cung kính thưa phật bạch thế tôn những thiện nam thiện nữ vân vân nghe bát nhã ba la mật đa thâm sâu làm thế nào để những người chưa phát tâm bồ đề liền có thể phát tâm tất cả đều thành tựu và đạt được bất thối chuyển sự tu hành thường tiến tới mà không lui lại phật dạy thiên vương hãy lắng nghe hãy lắng nghe và suy nghĩ thật kỹ ta sẽ nói cho ông tối thắng thừa lành thay đại thánh cú xin ngài nói cho chúng con muốn nghe phật bảo tối thắng thiên vương phải biết nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nghe bát nhã ba la mật đa thâm sâu đem ý thuần tịnh phát tâm bồ đề đầy đủ tránh tín gần gũi thánh hiền ưa nghe tránh pháp xa lìa sự đố kỵ bòn sẻn thượng tù tịch tĩnh ưa hành bố thí tâm không hạn ngại lìa các uế trược, tránh tín nghiệp quả tâm chẳng do dự biết rõ như thật nghiệp quả đen trắng nếu vì thân mạng quyết chẳng làm ác những thiện nam thiện nữ vân vân này tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy thì có thể xa lìa mười nghiệp đạo ác tầm thường nhớ nghĩ về mười nghiệp đạo thiện những thiện nam thiện nữ vân vân này hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa thâm sâu nếu gặp các sa môn bà la môn vân vân tinh tấn tu hành chân tránh giới phẩm trong sạch nghe nhiều hiểu nghĩa thì thường khởi lên chánh niệm tâm tánh điều hòa nhu nhuyến tịch tĩnh phong loạn thường ái ngữ xin tu các điều thiện, xa lìa các điều ác, chẳng đề cao mình, chẳng khinh thường người khác. Lìa lời thô ác, bỏ nói vô nghĩa, chẳng bỏ niệm trụ, tâm giữ trung thực, thường rất hung bạo, kéo nhổ tên độc, vứt bỏ hoàn toàn các gánh nặng, ra khỏi tám nạn xứ, không còn thọ thân sau, những thiện nam thiện nữ, vân vân này, tu hành phương tiện thiện, thiện xảo của bát nhã, ba làm mặt đa thâm sâu. Nếu muốn gặp Bồ Tát này, thì phải nương tựa gần gũi để làm bạn tốt khi ấy Bồ Tát này dùng phương tiện thiện, thiện xảo để theo sự thích nghi vì họ mà thuyết pháp. Các ông nên biết, người thường bố thí sẽ được giàu vui, thọ trì tịnh giới thì được tôn quý, sang lên trời lắng nghe tránh pháp được trí tuệ lớn lại bảo đây là bố thí đây là quả của bố thí đây là san tham đây là quả của san tham đây là tịnh giới đây là quả của tịnh giới đây là phạm giới đây là quả của sự phạm giới đây là an nhẫn đây là quả của an nhẫn đây là tức giận đây là quả của sự tức giận đây là tinh tấn đây là quả của sự tinh tấn đây là biếng nhát đây là quả của sự biếng nhát đây là tịnh lự đây là quả của tịnh lự đây là tán loạn đây là quả của sự tán loạn Đây là diệu tệ Đây là quả của diệu tệ Đây là ngu si Đây là quả của sự ngu si đây là nghiệp lành của thân, đây là quả của nghiệp lành nơi thân, đây là nghiệp ác của thân, đây là quả của nghiệp ác nơi thân, đây là nghiệp lành của lời nói, đây là quả của nghiệp lành nơi lời nói, đây là nghiệp ác của lời nói, đây là quả của nghiệp ác nơi lời nói, đây là nghiệp lành của ý, đây là quả của nghiệp lành nơi ý, đây là nghiệp ác của ý, đây là quả nghiệp ác của ý. Đây là pháp nên làm, đây là pháp chẳng nên làm. Nếu tu như thế thì cảm nhận được niềm vui lâu dài Còn không tu như vậy thì chịu khổ triền nguyên Những thiện nam, thiện nữ vân vân này Tu hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật na thâm sâu Gần gũi bạn lành được nghe thuyết pháp thứ tự như vậy khi Bồ Tát này biết là pháp khí thì bị họ tuyên thuyết phát nhã ba la mật đa thâm sâu nghĩa là không vô tướng vô nguyện không tạo tác không sanh không diệt không ngã không hữu tình nói rộng cho đến người biết, người thấy lại tuyên thuyết duyên khởi sâu xa nghĩa là do pháp này có nên pháp kia sanh khi pháp này diệt thì pháp kia cũng diệt theo đó là vô minh duyên hành hành duyên thức thức duyên danh sắc danh sắc duyên lục xứ lục xứ duyên xúc xúc duyên thọ thọ duyên ái ái duyên thù thù duyên hữu hữu duyên xanh xanh duyên lão tử sầu than khổ yêu não nếu vô minh diệt thì hành diệt cho đến sanh diệt thì lão tử sầu than khổ yêu não diệt khi bồ tát này hành phương tiện thiện xảo của bát nhã bà làm mật đa thâm sâu lại nói thế này trong lý trần thật không có một pháp nào có thể xanh có thể diệt vì sao? Vì các pháp thế gian đều do nhân duyên sanh, không có ngã hữu tình người tạo ra người lãnh thọ. Nhân duyên hòa hợp thì nói các pháp sanh, nhân duyên ly tán thì nói các pháp diệt. Không một pháp thật nào để lãnh thọ sự sanh diệt, hư vọng phân biệt trong ba cõi chỉ là giả sanh. tùy theo nghiệp chứng phiền não. Mà thọ quả báo dị thục, nếu dùng bát nhã và làm mật đa như thật quán sát, thì tất cả pháp không sanh không diệt, không tạo không nhận. Nếu pháp không tạo cũng là pháp không hành, thì đối với các pháp, tâm không có sự chấp trước, nghĩa là chẳng đắm xác thọ tưởng hành thức, chẳng đắm nhãn xứ cho đến ý xứ, chẳng đắm sắc xứ cho đến pháp xứ, chẳng đắm nhãn giới cho đến ý giới, chẳng đắm sắc giới cho đến pháp giới, chẳng đắm nhãn thức giới cho đến ý thức giới. Khi ấy Bồ Tát lại nói thế này, tự tánh các pháp đều rốt ráo không vắng lặng xa lìa không nắm giữ không đắm trước các thiện nam thiện nữ vân vân nghe nói là như vậy sự tu hành càng tiến tới chứ không thối lui thiên vương nên biết cả đại bồ tát hành thức tiện thiện xảo của bát nhã và làm mặt đa thâm sâu muốn gặp chư phật vừa nghe tránh pháp chẳng rơi vào dòng tì tiện dù sanh ở nơi nào cũng được gặp Phật, được nghe chánh pháp và cúng dường chúng tăng, thường diện kiến chư Phật, dõng mãnh, tinh tấn, trí cầu chánh pháp, chẳng đắm vợ con tôi tớ hữu vi. Đối với của cải cung cấp cho sự sống cũng chẳng tham đắm, chẳng nhiễm các dục. Tưởng nương tránh giáo, tu tập pháp Phật, bỏ tục xuất ra, như giáo lý tu hành lại dạy cho người khác, tùy nói cho người khác nhưng chẳng cầu đền đáp. Thấy người nghe Pháp thường khởi đại từ, đối với loài hữu tình thường khởi đại bi, học rộng nghe nhiều chẳng Tết thân mạng, thường ưa hạnh xa lìa, ít muốn vui đủ, chỉ cầu tìm nghĩa lý, chẳng câu nệ lời nói. Thuyết pháp tu hành không chỉ vì mình, mà vì loài hữu tình được nguồn vui vô thượng, gọi là bồ đề của Phật, là cảnh giới đại niết bàn. Thiên Vương nên biết, các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện, thiện xảo của Bát Nhã và làm mật đa thâm sâu. Tu hành như vậy sẽ xa lìa sự buông lung, dõng mãnh, tinh tấn, hộ trì các căn. Nếu mắt thấy sắc chẳng đám tướng của sắc, như thật quán sát tội lỗi của sắc này, tai tiếng, mũi hương, lưỡi vị, thân xúc ý pháp cũng thế nếu buông thả các căn gọi là buông lung, nếu thường hộ trì gọi là không buông lung. Đại Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu bằng phương tiện thiện xảo, điều phục tự tâm, giúp người giữ ý, gọi là không buông lung, xa lìa tham dục, tâm thuận pháp lành, quán sát sân si, chẳng phải gốc của căn lành, nghiệp ác thân ý và hai tà mạng. Tất cả nghiệp chẳng lành đều phải xa lìa gọi là không buông lung khi đại bồ tát này hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu tâm thường tránh niệm gọi là không buông lung đại bồ tát này biết tất cả pháp lấy đức tin làm đầu người nào tránh tín sẽ không đọa cảnh giới ác tâm chẳng làm ác được thánh hiền khen ngợi thiền vương nên biết các đại bồ tát hành phước tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa thâm sâu tu hành đúng pháp dù sanh chỗ nào thường được gặp phật xa liền nhị thừa an trú chánh đạo được đại tự tại thành tựu việc lớn gọi là chánh trí giải thoát của các Như Lai. Đại Bồ Tát này hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, muốn cầu an lạc, thường xuyên tùy thuận đạo trí nhất thiết. Thiền Vương nên biết này đại chúng đây được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, là nhờ đã từng ở vô lượng đại kiếp trong quá khứ cúng dường chư Phật tu tập can lạnh Vì vậy cần phải siêng năng tinh tấn hơn đừng để lui mất nếu các trời người thường chế ngự các căn, chẳng đắm nằm dục lạc, xa lìa thế gian, thường tu xuất thế, thành tịnh ba nghiệp, tu tập pháp trợ đạo gọi là không buông lung. Các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của ban nhã và làm mật đa thâm sâu, đầy đủ tránh tín, tâm không buông lung, siêng tu tinh tấn, đạt được thắng pháp gọi là không buông lung. Các đại Bồ Bồ Tát muốn đủ tránh tín, tâm không buông lùng, tinh tấn, tránh niệm. Phải học bát nhã, ba làm mặt đa. Nhờ niệm trí này mau chứng được quả vị vô thượng Chánh đẳng bồ đề đã mong cầu. Các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xào của bát nhã, ba làm mặt đa thâm sâu. Đầy đủ tránh tín, tâm không buông lùng, siêng tu tinh tấn, liền được tránh niệm. Dùng niệm trí này, biết có, biết không. Thế nào là có, là không? Nếu tù tránh hạnh được tránh giải thoát, đây gọi là có. Nếu tu tà hạnh được tránh giải thoát đây gọi là không, sáu căn mắt vân vân, sáu cảnh sắc vân vân, thế tục là có, thắng nghĩa là không. Bồ tát tinh tấn chứng được Bồ đề, đây gọi là có. Bồ tát biếng nhác chứng được Bồ đề, đây gọi là không. Nói năng thủ quần, đều từ hư dối phân biệt mà xanh, đây gọi là có. Nói pháp thế tục, chẳng phải do nhân duyên tự nhiên mà khởi, đây gọi là không. Nói sắc là pháp vô thường, khổ, bại hoại, đây gọi là có. Nếu nói thường vui, chẳng phải pháp bại hoại, đây gọi là không. Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy, vô minh duyên hành, đây gọi là có. Nếu liều vô minh mà hành phát sinh, đây gọi là không cho đến sanh duyên lão tử sầu than khổ não cũng lại như vậy bố thí được phước lớn đầy gọi là có còn bần cùng thì gọi là không thọ trì tịnh giới được sanh cõi lành đây gọi là có sanh vào cõi ác thì gọi là không cho đến tù tuệ được thành thánh đầy gọi là có làm kẻ ngu si thì gọi là không nếu tù tập nghe nhiều sẽ được trí lớn, đây gọi là có, còn ngu si thì gọi là không. Nếu tu tù tránh niệm, Thường được xuất ly đây gọi là có, không được gọi là không. Nếu tù tà điệm chẳng được xuất ly đây gọi là có, thường được xuất ly là không, nếu liền ngã và ngã sở, thường được giải thoát đây gọi là có, chấp ngã và ngã sở nếu được giải thoát đây gọi là không. Nếu nói hư không ở khắp tất cả mọi nơi đây gọi là có, nếu nói